Thì tên acid cần nắm vững ngay ở bây giờ chúng ta sẽ có là tên thường. Và tên thay thế. Thầy hướng dẫn chúng ta cái tên thường trước, tại vì tên thường hay bị gọi trước. Tên thay thế hướng dẫn sau. Được không ạ? Thứ nhất HCOH một nhỏ đi cho tí dễ gọi các bạn đọc. Hai nhỏ CH3 COH. Ba nhỏ CH3 CH2 COH. Bốn nhỏ CH3 CH2 CH2 COH. Trong canh 4 này còn CH3 CH CH3 COH. Năm nhỏ CH3 CH2 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 COH. Thực ra ấy, để nhớ nhanh ngày xưa thì không viết có cái bọn CH2 này đâu, lấy viết chỉ C thôi. 1 2 3 4 đây, thế này cho dễ nhìn, đỡ đổi mặt. Được không ạ? 6 nhỏ. Các bạn ghi lại vào vở nhá. Chứ đừng có nhìn. Nhìn không giải quyết được vấn đề đâu, phải ghi lại vào vở. Coi cuốn vở của chúng ta như một cái thư viện. Để sắp tới đây khi chúng ta học bài Esther, chúng ta sẽ có một cái thư viện chúng ta mở ra để ta nắm được kỹ nó nhá. 6 nhỏ. COOH COOH. 7 nhỏ COOH CH2 COOH. 8 nhỏ C nối đôi C COOH. C nối đôi C COOH. CH3 dưới này. 9 nhỏ. 9 nhỏ. C6H5 COOH. Được chưa? Ok chưa? Nào bây giờ cùng gọi với thầy anh số 1. Anh số 1 tên là gì? Các bạn gọi đúng rồi này. Chính xác, tên của nó là formic acid. Đấy là tên thường. Tên thay thế của nó còn được gọi là gì ạ? Methan. Methan, bỏ e đi. Methan oic acid, đúng chưa? Đấy. Thế này thế còn gọi là methanoic acid. Nào, anh số 2 ạ. Đúng rồi, anh số 2, chính xác. Anh số 2 tên thường của nó là gì? Anh số 2 tên thường của nó là gì? Acetic acid. Acetic acid mới đúng nhé. Acetic acid. Đấy. Tên thay thế của nó sẽ là ethanoic acid. Được chưa? Đấy. Nào anh số 3 nào các em. Không gọi acid trước thì đấy là tên gọi cũ. Tên gọi mới là theo tên tiếng Anh. Tên gọi cũ ngày xưa là tên theo tiếng Pháp, về tiếng Việt, Pháp Việt. Còn bây giờ là theo tên tiếng Anh. Tên tiếng Anh thì các em học tiếng Anh rồi, thì là cái họ thì nó đứng đằng sau, cái tên nó đứng đằng trước. Đúng không ạ? Anh số 3. Anh số 3. Anh số 3 tên là gì? Anh chưa? Anh số 3 nào các em. Pro gì ạ? Đúng rồi. Pro pi. Pi. Onic nhá. Pro pi onic acid. Ok chưa? Thì tên thay thế của nó là propan. Propan oic acid. Được chưa? Anh số 4 ạ. Anh số 4. Cứ luyện tập đọc đi các em ạ. Một lần sai là một lần nhớ. Sai một lần mình nhớ cả đời. Sai một lần mình nhớ cả đời. Yên tâm. Có thầy đây. Bốn ạ. Mạnh dạn mà đọc. Gì ạ? Đúng rồi. Butyric acid. Nhá. Tên thường. Butyric acid. Được chưa? Nghe tên thay thế ạ. Butan oic acid. Tất cả những cái này bạn phải ghi lại vào vở nhé. Tất cả những cái này các bạn phải ghi lại vào vở. Anh bên dưới ạ, anh bên dưới. Anh bên dưới nó có cái nhóm C3 chìa ra, nó sẽ là gì? Iso butyric acid. Tất cả những cái gì hôm nay thầy dạy, các em phải nhớ mãi cho thầy. Bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến việc của chúng ta đọc ester.
Và riêng sang phần ester ấy, có rất nhiều dạng bài tập mà nếu chúng ta không gọi được tên ester là coi như chúng ta tèo. Đấy. Anh này sẽ là gì ạ? 1, 2, 3, 2, methyl, 2 methyl, propan, OX, acid, được chưa? 2 methyl, propan, OX, acid, 5 ạ. 5 ạ. 5, đúng rồi, 5 này thì dạy các em này. Có 5C đúng không? Thì 5C thì theo La Mã thì 5 là V. Được chưa? Vậy tên thường của nó sẽ là valeric acid. Được chưa? Valeric acid. Vậy thì tên theo danh pháp thay thế nó sẽ là pentan OX acid. Được chưa? Pentan OX acid. Thế ở dưới đơn giản rồi, iso valeric acid. Tên tên đây thế ạ. 1, 2, 3, 4, 3, methyl, đúng chưa? 3, methyl, gì nhỉ? Bu, đúng chưa? Butan, OX, acid. Sao lại pen được bu chứ? Mạch chính có 4 thôi. Mạch chính có 4C thôi. Nào 6 nào. 6 nào. 6 á. Các bạn gọi ra anh 6. Anh 6 là gì? Đúng rồi. Oxalic acid. Đúng chưa? Còn tên thay thế của nó sẽ là gì? Ethan. Ethan. Ethan này có chữ E nhá. D OX acid. Được chưa? Anh 7 là gì nào? Anh 7 là gì? Anh 7 này mới toàn này. Anh 7 này nhiều bạn không biết gọi tên. Anh 7 này là, đúng rồi, malonic, đúng rồi, chính xác. Malonic acid. Rất tốt. Đánh số 1, 2, 3. Propan. Được chưa? 1,3 DOX acid nha. Propan 1,3 DOX acid. Được chưa? Ok chưa? Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Có không? Khoai không? Rồi, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Anh dưới ạ. Anh dưới tên gì? Acrylic acid. Được chưa? Thì tên thay thế của nó sẽ là gì ạ? Propen OX acid. Anh dưới quan chú ý này, nhóm CH3 đính vào nhá, nên nó sẽ là mét thở. Xong gắp luôn acrylic vào. Đây, trên nền acrylic gắp thằng acrylic vào. Acrylic acid, được chưa? Mét thở acrylic acid. Được chưa? Metal acrylic acid. Và anh này sẽ là gì ạ? 1, 2, 3. Đúng chưa? Methyl. Chẳng cần đánh số nữa. Methyl propen OX acid. Được chưa? Methyl propen OX acid. Nào anh số 6, anh số 9 ạ. Anh số 9 ạ. Anh số 9 là gì ạ? Nào các bạn. Đúng rồi, anh số 9 là gì? Benzoic acid. Rất tốt. Chính xác đấy. Benzoic acid. Anh số 9 ạ. Benzoic acid. Benzoic acid. Thế thì tên thường riêng cái thằng này thì tên thường với lại tên thay thế lại trùng nhau. Nhá.